Từ một cô giáo dạy tiếng Anh xinh xắn trở thành giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm top đầu Việt Nam, Jenny Nguyễn. Jenny Nguyễn tên thật là Sơn Quỳnh, sinh năm 1997, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, biết đến Bitcoin vào năm 2016 trong bài thuyết trình về tài chính của một người bạn trong lớp. Năm 2017 nổi lên với làn sóng Ponzi, Jenny đã vay số tiền hơn 100 triệu để lending lãi 30% một tháng. Cô nàng dùng số tiền lời để đi du lịch, mua sắm và dĩ nhiên là tái đầu tư liên tục. Không lâu sau thì có tin dự án sập, Jenny lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị scam hàng trăm triệu đồng, nhưng may mắn là cô đã trả hết nợ trước đó. Giai đoạn 2018-2019 không có vốn nên Jenny tập trung vào việc học tiếng Anh IELTS và tiếng Trung. Nhờ sự hoạt bát và ngoại ngữ tốt, cô được nhận vào làm ở Hobie Exchange và Block A Agency chuyên tổ chức sự kiện về crypto. Đến năm 2020, thị trường quá ảm đạm khiến Jenny phải quay lại làm cho trung tâm tiếng Anh IELTS Fighter, nhưng vẫn dành thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu về crypto mỗi ngày. Bước ngoặt xảy đến ở cuối năm 2020, Jenny đầu quân cho Kairos Venture làm trợ lý giám đốc. Công ty mới tinh chỉ có 3 người là cô và 2 người sếp. Thời gian này cô làm việc rất chăm chỉ và được lên COO sau một thời gian ngắn. Được sự khích lệ, cô lại càng chăm chỉ hơn nữa, học thêm về quản trị nhân sự, tài chính, pháp lý để trở thành một COO tài năng. Sau hơn một năm, Kairos Venture và Coin68 phát triển mạnh mẽ với hơn 50 nhân sự đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trở thành quỹ đầu tư tiếng tăm không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.